Hello everybody, welcome to my channel. Clip này thì mình sẽ chơi thử lại 8 game. Các bạn cùng mình gặp phá game đầu tiên nha. Bendy Run, let's go. Bắn vào mình. Yeah. Wow, he's dead. Sợi rồi. Chúng ta còn 20 máu thôi. Wow, quả là con rơi nó ở bên này. Rồi, let's go. Một con. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái game thứ hai. Bendy. Let's go. Chapter 1. Moving big show. Okay. Alright, Joey. I'm here. Let's see if we can find what you wanted me to see. Thực game này thì các bạn sẽ làm theo hướng dẫn của game. Và làm từng nhiệm vụ một. Không, các bạn không làm cách quãng được. Nghĩa là hết nhiệm vụ này với đến nhiệm vụ kia. This lift could use a few dry cells. Rồi, ok. Ở đây thì mình sẽ nhặt hai cố bin. Sau đó lắp vào đây. Khởi động cái máy chạy nào. Yeah, let's go. Rồi, cánh cửa ở đây đang mở ra.
Alright, how do I get this to work? Nhiệm vụ ở đây thì các bạn sẽ nhặt 6 món đồ. Rồi. Who put this here? Món đồ đầu tiên. Oh ở trên anh bạn này. Joey, what were you anh ta đang bị sói ở đây và anh ta đã chết rồi. Món đồ thứ ba, một quyển sách. Món đồ thứ tư, ok. Wow, một cái đĩa, một xịn đĩa nhạc. Knocked out a wall or two after I left. Guess it took a few people to replace me. Okay, that's all of them. Rồi, đặt vào 6 cái trụ này. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Let's go. Now I just need to get the ink flowing somehow. Should be a switch around here somewhere. Then I can start up the main power. Chiếc máy chiếu này đó hoạt động. Rồi mình sẽ quay cái này. Rồi, giờ có dao ở đây xuống. Wow. Let's go. Chạy thôi. Oh my gosh. Còn mình sẽ bắt đầu. Lấy một chiếc dìu và đi tông gỗ nào, phá hết những giò chắn đi. Rồi let's go. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang the game tiếp theo, GTA Vice City.
Đây là một tựa game khá là hay và hot trong những tháng vừa qua. Ngày xưa thì những cái tựa game GTA này thì chỉ chơi được trên PC thôi. Nhưng mà sau này thì phiên bản thay đổi, rồi các hãng game sửa cho làm từng nhiệm vụ một. Thì lúc đó thì các bạn sẽ chơi được trên iPad hoặc là trên Android. I poked my head out of the gutter for one freaking second and fate shovels shit in my face. Go get some sleep. What are you gonna do? I'll drop by your office tomorrow and we can start sorting this mess out. Đây là lời các bạn có thể lưu game. Còn đây là trên để thay đồ quần áo. Đây chỉ là dành cho lưu game thôi, chứ không phải thay quần áo. Ok. Các bạn sẽ phải cày tiền, sau đó thì sẽ mua cho mình những chiếc quần áo rất là đẹp. Sau đó các bạn sẽ chạy đến điểm lời, mình sẽ lấy một xe đi, xe là ngon. Đây là xe đua hai chỗ. Get some sleep, he says. Đó, sau đó thì các bạn sẽ đi mua quần áo. Rồi, sau đó các bạn sẽ đi đến điểm mua quần áo. Rồi bắt đầu các bạn làm nhiệm vụ tiếp theo. So, ok, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo. Sirenia Horror. Let's go. Đi ra đâu ở trong này và các bạn phải truy tìm, sau đó thì chụp ảnh, nhưng mà không cẩn thận là các bạn sẽ chết ngay. Đó, đang gần đây vừa chạy thôi. Sau
Chết rồi. Không biết có chạy kịp không. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếng Thái Lan. Itorokla. Chào tất chú. Let's go. Chết. Phần 2 của tựa game này thì các bạn phải đi phá hủy nơi này của ông Kla. Ido. Rồi sau đó thì mình sẽ mở cánh cửa ra. Đây là một cánh cửa đá. Bao giờ đúng thì mới mở được. Rồi chỉ còn cái cuối cùng. Rồi chắc chắn là mở được luôn. Ok, let's go. Rồi. Wow. Một chiếc chìa khóa. Ok. Trong này có một cái xẻng bị cuốn những cái dây chắn ở đây. Mình sẽ tháo ra. Đó, mình đặt chiếc xẻng này. Đặt thằng gỗ vào đây nào. Ok. Sách gọi hồn. Let's go.
Skip. Rồi ok. Con hầm này đã mở ra rồi. Chui xuống đây. Bom. Ok. Let's go. Mình sẽ sang game tiếp theo. Hey, hey, hey. So there he is, huh? Got you a nice little place to stay. Go. This is it, Tony. Home sweet home. Ok, đã đẹp trai rồi. Đây là gara mà các bạn có thể để xe ô tô vào trong. Take me to my place. Your eyes are like a fire. You are lighting my desire. Get in my drawer, stank rat. He's a romance. If the poetry's not working, try the sauce. Chateau de Buff. Ooh, that's a continental. The continental, sophisticated, and oh-so-European way to get her shit-faced and sorry in the morning. Chateau de Buff. It's the distillation of civilization. Molto, molto, molto adagio. E molto beautiful. Prego, only on
hungry, they head to the Pilgrim's Pantry. Welcome to the Pilgrim's Pantry. All that family ready to feast? Who are those weird people over there? Oh, fair child. We're Puritans. Those are savages. They taught us how to grow food and kept us from dying. After dessert, you can go over there and take... Hey, apartments cost money, Tony. Có thể vào dòng nhận nhiệm vụ luôn. Rồi ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tới game tiếp theo, Granny Chapter 1. Let's go. Blay, continue. One day. Let's go. Không có gì ở chỗ này. Chết rồi, bà ta đang xuống. Chạy đã. Oh my gosh, sao mà ta đi ngược lại rồi? Mình sẽ vứt cái này đây đi, thì mình sẽ sử dụng. Rồi, đi ra đằng sau. Oh my god, wow. Và ta nghe tiếng động giỏi thật. Ok, và bây giờ thì mình sẽ sang tiếp theo. Boogie game. Lấy một tòa nhà, mình sẽ vào đây là lấy món đồ cần thiết. Đây là năng lượng pin. Đèn này trở lại bình thường. Trong ngôi nhà là tiếp xong rồi.
ngôi nhà là có khẩu súng rồi. Đây không có gì, toàn pin thôi. Còn có cả đạn. Thử bên này xem có ngôi nhà nào không. Đó là một chiếc ống nhòm để các bạn nhìn ban đêm. Đây rồi, còn đây nữa đây. Wow, nó chạy rất là nhanh luôn. Và đây mình xem có cái đạn không. Bắn ở đây sao? Ủa? Wow, bắn không có gì đúng không ạ? Oh my god. So ok, mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.